Đây đến đón bé chó già. Nhà này cái nhà gỗ lụp xụp. Chị này cũng nhận nuôi bé này, mà giờ chồng bị bệnh này không nuôi được nữa. Chó già may ấm chị tí tí tí. Mẹ chơi mà con đâu có làm gì con đâu. Dạ. Chị quen nó càng nhẹ. Che đỡ gió. Dạ. Phần sau thì có thể phần gân chứ. Dạ. Nó sao? Thời dữ. Dạ. Khúc ngay đầu hẻm này nó không có làm mà điểm dân phố chị. Còn... mưa. Mưa. Nó kéo. Nó cong nửa chân. Dạ. Vậy kéo chân lên đây cũng được. Ừ, giờ ra giờ xem bản đồ là cũng thấy hôm nay hết mưa rồi. Hai bác sĩ lấy thêm sợi nữa. Nó này nó không già quá rồi, xong nó cánh cái mà nó cánh đâu có đâu. Em có đi. Dạ. Em không có sợ đâu, con đi. Dạ. Có nhiều con nó dữ lắm. Nó giết bị mấy lần giết của em. Chị đợt trước có một con. Đây là em. Dạ. Em. Dạ. Dân cho thường xuyên chở cho chị Tây. Dạ. Thì là nó nói với cái người mặt đá là hay mặc đồ gáp này, tại buổi tối này mặc đồ nhẹ hàng, thì hay chợ nhiều cho mã. Hôm nào không có việc thì đi chợ giao đồ ăn cho gáp. Hôm nào chỉ kêu thì. Về kia bạn bè nhiều không, về đó chơi con. Ba ba cháu ơi. Dạ. Dạ. Dạ đi đi. Dạ không phải thôi, em cho em miếng nước rửa tay. Dạ. Rửa tay rửa mặt mồ hôi hết. Dạ. Này ấy Bình Thạnh, còn cái chị nhà nuôi này ở dưới Củ Chi. Dạ. Chị này là ở dưới Tân Thạnh Đông mà dưới cầu Sán đi lên, đi cái hết chợ Hóc Môn đi lên. Nó đi sâu vô trong ruộng cả gần 2 cây số. À, đây mình đón bé chó và mắt em cũng đục ngầu rồi. Ở trong cái nhà của chị đó, cái phòng cái khu mà nó không có đèn gì hết, nó không có đèn xóm mà không có đèn đường gì hết á, mới thui à, quay lên không thấy gì hết. À, bé này của chị có anh chồng mới bị tai biến nằm một chỗ, giờ chị đi làm suốt mà không có thời gian chăm bé, giờ tiếp nhận về máy ấm của chị Ti Ti với bé này nó cũng hơi dữ.